Alright. Xin chào các anh chị em Rồng Ngư đã quay trở lại với cái kênh của HB Nguyễn Nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài cá khá là đặc biệt, đó là cá rìu vạch, còn được biết đến với tên gọi là cá lưỡi rìu, cá rìu bạc hoặc cá rìu cánh đen. Cá rìu vạch có thân hình tương đối mảnh mai và mềm mại. Cá rìu vạch tương đối dễ nuôi nên được rất nhiều người chơi trong giới thủy sinh săn đón và ưa chuộng. Cá rìu vạch hay cá lưỡi rìu có tên khoa học là Canese lariigata. Cá rìu vạch còn có tên đồng nghĩa khác là Maleha jacfi. Loài cá này phân bổ rộng rãi trên khắp rừng Amazonian, Brazil, Peru và Colombia. Ngoài ra chúng còn được tìm thấy ở một số vùng ven biển ở Guyana và Suriname. Cá rìu vạch có thân hình rất nhỏ, thông thường chỉ khoảng 3,5cm chiều dài cơ thể cá. Cá có hình dáng giống cá rìu, dọc thân của cá có một đường kẽ vàng kéo dài từ bộ phận mắt đến phần đuôi vây. Khu vực bên dưới phần bụng có hình hoa văn giống như đá cẩm thạch có hình màu nâu. Chúng là một loại cá sống theo bầy đàn và phần lớn chúng sống ở tầng mặt nước. Cá rìu vạch rất ưa thích những bể cá thủy sinh chứa nhiều cây thủy sinh trôi nổi trên bề mặt nước, nên lý tưởng nhất để nuôi loài cá rìu cánh đen này là một nơi có nhiều cây cối. Cũng có thể thêm các cành gỗ lũa và xác lá khô để sản sinh ra lượng vi khuẩn khi gỗ lũa và lá khô phân hủy ra. Nhưng vi sinh vật đó chính là nguồn cung cấp thức ăn giá trị cho cá rìu cánh đen. Các hóa chất khác do lá thối tiết ra cũng là những thực phẩm có lợi cho cá. Khi bạn nuôi cá trong bể cá cảnh, các bạn phải đảm bảo rằng bể cá đã được đậy chặt vì loài cá này có thể nhảy lên khi giật mình. Cá rìu vạch ăn gì? Chủ yếu cá rìu vạch ăn những loài động vật không xương sống ở trên cạn và cả dưới nước và các động vật phù du khác nhau trong tự nhiên. Trong môi trường thủy sinh, cá rìu vạch có thể ăn các loại cám, cũng như thức ăn cho cá khác. Loài cá rìu vạch này không quá thường xuyên gặp và phổ biến như các loài khác. Các bạn có thể tìm kiếm trên các diễn đàn về thủy sinh để có thể mua được. Các bạn nếu yêu thích những loài cá và ủng hộ mình, hãy nhấn cho mình xin một nút đăng ký kênh để HB Nguyễn có thêm động lực làm các video tiếp theo cho các bạn xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.